Xin chào cả nhà, hôm nay Chợ Đất Bình Thuận rất vui khi được giới thiệu tới cả nhà một lô đất rất là đẹp với tổng diện tích 3.700m2, nằm ở tại xã Phan Rí Thành, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận. Đặc biệt của lô đất này đó là nằm trên triền đất cao, view về biển Hò Thắng Hòa Phú. Cách con đường đôi Hò Thắng Hòa Phú rơi vào đâu đó tầm khoảng 800m cả nhà nhé. Và đặc biệt từ vị trí này mình đi về khu du lịch Bầu Trắng chưa được 10 phút và đi về tắm biển Hò Thắng Hòa Phú chưa được 5 phút cả nhà nhé. Cách biển rơi vào tầm 1 km. Và từ vị trí này thì mình nằm ở trên đồi cao nên mình cũng đã view thấy biển hoàn toàn cả nhà nhé. Đây là một lô đất rất là đẹp và hiện tại Chợ Đất Bình Thuận đang bán với một mức giá rất là rẻ, chưa tới 1.2 tỷ. Hãy xem qua video và hiện trạng thực tế mà Chợ Đất Bình Thuận giới thiệu tới cả nhà mình thông qua video và hình ảnh thực tế. Đây là con đường đi vào đất. Từ vị trí của đất đi ra con đường đang đường đôi Hò Thắng Hòa Phú chưa được 1 phút cả nhà nhé. Đi qua một con đường mòn này quẹo phải là mình đã tới được con đường đôi Hò Thắng Hòa Phú rồi. Và từ vị trí này thì mình quẹo phải là mình sẽ đi về 10 phút là sẽ tới khu du lịch Bầu Trắng. Đây cũng là một cái tuyến đường huyết mạch nối từ Phan Rí Thành đi về bên Hò Thắng tỉnh lộ 716 và đi về biển Mũi Né. Đây là một con đường đôi đẹp nhất ở tại Bắc Bình, Bình Thuận cả nhà nhé. Và đây là hiện trạng trên đất. Đất hiện tại thì bằng phẳng, đất đẹp nằm trên đồi cao và đặc biệt nhất là đất không vướng thổ mộ cả nhà nha. Với tổng diện tích bờ ngang của mình là 38m, dài là 100m, đất đẹp vuông vức. Mọi chi tiết cả nhà mình liên hệ theo số hotline Chợ Đất Bình Thuận 0903111365 hoặc 0906813285 để đàm phán chốt cọc mua lô đất này cả nhà nhé. Và đây là khu du lịch Bầu Trắng, đây là một điểm du lịch nổi tiếng nhất ở tại khu du lịch Bầu Trắng, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận. Sau khi tuyến cao tốc Dầu Dây Phan Thiết Vĩnh Hảo đã chính thức thông xe và đi vào hoạt động trong 2 tháng nay thì rút ngắn cái thời gian di chuyển từ trung tâm thành phố Hồ Chí Minh đi về tỉnh Bình Thuận chỉ còn 2,5 giờ lái xe. Và đặc biệt nhất là nếu cả nhà mình ở tại quận 2, nếu đi về tại khu du lịch Bầu Trắng này chỉ mất 2 giờ 45 phút cả nhà nhé. Và Phi đã đi hàng ngày và đã thử cho cả nhà biết rồi. Xin chân thành cảm ơn cả nhà mình rất là nhiều. Kính chúc cả nhà thật nhiều sức khỏe và hẹn gặp lại cả nhà ở video tiếp theo.